Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị thông tin nóng nhất, mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Phong Toàn, sinh năm 2009, trú tại xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi giết người. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng phê chuẩn. Trước đó, ngày 13 tháng 4 năm 2024, Công an huyện An Dương nhận được trình báo của người thân về việc NTZ sinh năm 2009, trú tại thôn Ngô Hùng, xã An Hồng bị mất tích. Qua điều tra, Công an huyện An Dương xác định, ngày 12 tháng 4, Dê đi chơi cùng Lê Văn Toàn. Ngày 19 tháng 4, Công an huyện An Dương triệu tập làm việc với Lê Văn Toàn. Lê Văn Toàn khai nhận, ngày 12 tháng 4, tại nhà Toàn, hai người xảy ra mâu thuẫn. Toàn tấn công làm nạn nhân thiệt mạng, rồi kéo ra vườn nhà trôn. Để tạo bằng chứng ngoại phạm, Toàn sử dụng điện thoại của Dê nhắn qua ứng dụng Messenger đến điện thoại của mình với nội dung là Dê đã đi khỏi nhà và đừng bảo mọi người đi tìm. Sau đó tắt nguồn điện thoại và ném chiếc điện thoại của Dê xuống ao nhà hàng xóm. Theo lời kể của một số người dân gần hiện trường, NTZ có mối quan hệ tình cảm với Lê Phong Toàn. Toàn sống cùng bà ngoại ở xã An Hồng. Khoảng 14 giờ ngày 12 tháng 4. Toàn đến nhà đón nạn nhân lên nhà bà ngoại của Toàn chơi. Từ thời điểm đó, gia đình mất liên lạc với nạn nhân. Thấy con gái đi chơi với bạn trai lâu không về, bố mẹ nạn nhân đi tìm khắp nơi và trình báo cơ quan chức năng địa phương. Nhiều ngày sau, gia đình vẫn không biết tung tích con gái ở đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành. Trưa 19 tháng 4, bố nạn nhân đến tận trường nghi phạm Lê Phong Toàn đang học để tra hỏi, thì Toàn mới khai đã sát hại nạn nhân. Trước đó, bố nạn nhân cũng như cơ quan chức năng từng gọi hỏi nhưng toàn nói không biết. Ngay sau đó, sự việc được báo cho cơ quan chức năng địa phương qua công tác đấu tranh của cơ quan công an, Lê Phong Toàn khai nhận thời gian gần đây có quan hệ tình cảm với nạn nhân và đã ra tay sát hại nạn nhân vào chiều 12 tháng 4. Cũng theo lời kể của người dân địa phương, Lê Phong Toàn được sinh ra trong trại giam bởi mẹ Toàn và bố từng đi tù. Tuy vậy, người đàn ông đó không đăng ký kết hôn và không nhận Toàn là con nên từ trước đến nay Toàn sống với bà ngoại. Ngày 27 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ án mạng xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm một phụ nữ thiệt mạng. Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Được biết thời gian qua, người thân chị Ngờ, 37 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa đã đăng tải trên mạng xã hội tìm kiếm chị. Chị Ngờ mất tích sau khi rời khỏi nhà vào trưa ngày 13 tháng 4 trên đoạn đường từ phường Bình Đa tới phường Trung Dũng. Tiếp đó, phía gia đình đã đến cơ quan công an trình báo việc chị Ngờ mất tích vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã ra soát, xác minh các thông tin liên quan để tìm kiếm. Qua điều tra, công an xác định nghi phạm là ông GS, 36 tuổi, là bác sĩ khoa ngoại của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai nên mời tới làm việc. Bước đầu, bác sĩ S khai do mâu thuẫn nên đã ra tay với nữ nhân viên y tế rồi phi tăng. Từ lời khai, công an đã tới bệnh viện để điều tra và tới khu vực xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu để tìm kiếm nạn nhân. Trong quá trình tìm kiếm, phát hiện nạn nhân được hung thủ phân ra nhiều phần, phi tang tại nhiều nơi để che giấu hành vi phạm tội. Phía cơ quan chức năng đã tìm thấy những phần còn lại của nạn nhân. Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án một shipper bị đánh gãy hai tay, từng gây phẫn nộ dư luận. Trong phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nhắc lại diễn biến vụ án. Khoảng 11 giờ trưa ngày 17 tháng 2 năm 2023, shipper Lâm Anh Đạt đến nhà ông Trương Đình Nhạt, thuộc xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi để giao hàng là hai cây hoa đỗ quyền. Ông Nhạt không nhận cây và mâu thuẫn về phí giao hàng, dù shipper đạt đã chủ động gọi điện cho người bán để hai bên nói chuyện. Từ đây, bị cáo Nhạt và shipper đạt có lời qua tiếng lại. Shipper đạt cũng đã ra xe cột hàng rời đi, nhưng với bản tính côn đồ, bị cáo Nhạt đã liên tiếp tấn công shipper đạt. Lúc bị đạt ép vào bờ rào lưới B40, Nhạt lập tức gọi vợ bị cáo thủy vợ của nhạt lúc này từ phía sau nhà chạy lên dù thấy shipper đạt chỉ để ép chồng không cầm vật gì nguy hiểm nhưng bị cáo thủy không can ngăn mà dùng ghế inox tiếp tục tấn công shipper sau khi thoát khỏi sự khống chế của đạt bị cáo nhạt lập tức sử dụng tiếp sát đánh vào vùng đầu shipper đạt dùng ghế đỡ được sau đó đi ra xe với ý định rời đi lúc này bị cáo thủy không phát hiện sợi dây chuyền đeo trên cổ cho rằng đạt lấy thủy nhất quyết ôm chân và kéo cổng để chồng tiếp tục dùng tiếp sắt tấn công đạt với mục đích ra tay tới cùng. Trước hành động đó, đại diện viện kiểm sát tranh tụng bị hại không chết là ngoài mong muốn của bị cáo, trong khi đó giám định thương tật của shipper đạt là 24%. Đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm vì mâu thuẫn nhỏ mà dùng tiếp sắt đánh vào vị trí trọng yếu là phần đầu, đạt đưa tay đỡ dẫn đến gãy hai tay, bị cáo nhạt ra tay rất mạnh, gây thương tích và chịu trách nhiệm chính. Thủy ôm chân Shipper Đạt cho chồng tiếp tục tấn công là hành vi giúp sức cho Nhạt thực hiện hành vi giết người. Trong phần xét hỏi, thẩm phán chủ tọa phiên tòa hỏi đến đâu, vợ chồng bị cáo Nhạt cũng thừa nhận hành vi phạm tội đến đó. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Nhạt thừa nhận tính chất côn đồ, không làm chủ được cảm xúc, đã biến mâu thuẫn rất nhỏ thành sự việc lớn. Trước đây, bị cáo Nhạt đã nhiều lần phạm tội nhưng không lấy đó làm bài học, thay đổi bản thân, trái lại còn phạm tội nghiêm trọng hơn vào năm 2009 và 2011, Nhạt hai lần phải ngồi tù vì tội trộm cắp tài sản. Với những tình tiết vụ án, Viện Kiểm sát đề nghị tòa tuyên bị cáo Trương Đình Nhạt từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù giam và đề nghị tuyên bị cáo Thủy 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, hội đồng xét xử không chấp nhận mức án mà đại diện Viện Kiểm sát truy tố mà căn cứ vào các điều luật hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nhạt 9 năm tù giam và bị cáo Thủy 3 năm tù giam. Sau khi tuyên án, hội đồng xét xử dẫn quyền kháng cáo cho bị cáo Nhạt và Thủy nắm rõ, thời gian kháng cáo là 15 ngày. Ngoài ra, trong vụ án này, Shipper dù bị gãy hai tay, tổn hại sức khỏe nghiêm trọng nhưng lại là người xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nhạt và Thủy. Về phần dân sự, sau khi gia đình bị cáo nhạt đến nhà thăm và bồi thường 100 triệu đồng, Super Đạt cũng bãi nại yêu cầu dân sự cho vợ chồng bị cáo. Cùng với việc thành khẩn khai báo, sự bao dung của bị hại là tình tiết giảm nhẹ mà hội đồng xét xử đưa ra để xem xét cho hai bị cáo. Đại tá Trần Tuấn Anh, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi xác nhận lực lượng chức năng đã đưa 4 thi thể trong vụ xà lan bị chìm trên biển Lý Sơn về Cảng Dung Quốc, tỉnh Quảng Ngãi. Theo cơ quan chức năng, danh tính 4 nạn nhân trên gồm Trần Minh Phúc, 51 tuổi, quê Quảng Ngãi, Võ Như Song, 51 tuổi, quê Tiền Giang, Đặng Văn Ước, 57 tuổi và Đặng Văn Nhung, 40 tuổi, cùng quê Long An. Trong đó, ông Phúc là người lái máy đào, đi trên chuyến tàu kéo xà lan để ra công trình thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình. Điều bất ngờ là bốn nạn nhân thiệt mạng đều không có tên trong danh sách thuyền viên lúc xuất bến. Theo danh sách thuyền viên được đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng trước khi xuất bến tại Cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam, có 5 người gồm ông Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều và Bùi Minh Trí, tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Văn Hiệp, Đặng Minh Phương, tỉnh Long An. Theo ông Lê Văn Lương, giám đốc Cảng Vụ Hàng Hải, tỉnh Quảng Ngãi, khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã tìm cách liên lạc với 5 người có tên trong danh sách thuyền viên đăng ký xuất bến. Tuy nhiên, đến giờ vẫn chưa thể liên lạc được. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh, chủ tàu kéo và xà lan cho biết, chỉ thuê ông Phạm Văn Hiệp làm thuyền trưởng. Việc ông Hiệp gọi thêm bao nhiêu người làm việc trên tàu, đơn vị này không nắm rõ. Trao đổi với ông Lê Văn Lương, giám đốc cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết, cơ quan chức năng đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Ông Lương cũng xác nhận, cả bốn thi thể tìm được đều không có tên trong danh sách thuyền viên khai báo khi xuất bến tại cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Do đó, lực lượng tìm kiếm dự đoán có thể có đến 9 người đi trên chiếc tàu kéo gặp nạn. Ông Võ Minh Thông, 64 tuổi, chú huyện Lý Sơn cho biết, trong danh sách thuyền viên đi trên tàu kéo và xe lan bị chìm, có 3 người ở đảo Lý Sơn. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích khiến bà con nơi đây không khỏi bất an. Ông Thông chia sẻ, bà con vẫn chạy ra cầu tàu Lý Sơn để nghe ngóng thông tin tìm kiếm và cầu mong phép màu xảy ra.